Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé! Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Trung Quốc vỡ kế hoạch cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi cực lớn. Thưa quý vị, kế hoạch thi đấu giao hữu của đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, đội tuyển quốc gia nước này đã không thể tìm kiếm thêm được một đội bóng nước ngoài để thi đấu giao hữu trước thêm trận gặp đội tuyển Việt Nam. Qua đó, thầy trò huấn luyện viên Tie đã phải đá giao hữu với đội U22 vào ngày 22 tháng 9 vừa qua để rèn quân cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 10 tới. Được biết Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã liên hệ với một loạt các liên đoàn ở Trung Á và Tây Á như Bahrain, Jordan, Kuwait, Iraq, Lebanon, Iran, Uzbekistan nhưng đều không nhận được sự đồng ý. Chưa hết, các câu lạc bộ lớn ở UAE hay Ai Cập đều từ chối lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Trận giao hữu duy nhất của Trung Quốc gặp Syria ngày 30 tháng 9 cũng đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ vì Liên đoàn bóng đá Syria đang muốn đòi một khoản phí ra sân cho trận đấu này. Dĩ nhiên, đây là điều Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không hề muốn. Theo góc nhìn từ tờ Sohu, kế hoạch đội tuyển Trung Quốc đang dối như tơ vò vì không thể có đủ quân xanh như dự kiến. Theo đó, tờ báo này khẳng định đội tuyển Trung Quốc đang vỡ kế hoạch chuẩn bị trận gặp Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc đã có mặt tại UAE từ rất sớm để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup 2022 diễn ra ngày 7 tháng 10 tới. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Tie đã gặp khá nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị, đặc biệt vấn đề liên quan thể trạng học trò. Theo những thông tin mới nhất, đội tuyển Trung Quốc mới đây đón nhận thêm ca chấn thương thứ tư Wang Wang, cầu thủ chơi vị trí hậu vệ. Trước đó, huấn luyện viên Tie đón nhận 3 ca chấn thương khác gồm Zhang Linpeng, Jin Hongbo, Chi Guangzhou. Bốn cầu thủ trên dính chấn thương ảnh hưởng lớn đến quá trình chuẩn bị của tuyển Trung Quốc. Điều này gián tiếp đem lại những tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam cho trận đấu diễn ra ngày 7 tháng 10 tới đây. Đội tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ AF Cup 2020. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu không dễ dàng cùng Malaysia và Indonesia tại AF Cup 2020. Câu hỏi đặt ra những ngày qua là chúng ta có nên xem nhẹ sân chơi này để tiếp tục dồn toàn lực cho vòng loại thứ ba World Cup 2022. Bàn đạp cho mục tiêu lớn Muốn trả lời câu hỏi trên, trước tiên cần nhìn lại lịch thi đấu của hai giải đấu quan trọng bậc nhất này. Cụ thể, AF Cup diễn ra từ ngày 5 tháng 12 tới 30 tháng 12 năm 2021, đúng khoảng thời gian nghỉ của vòng loại 3 World Cup. Sau hai trận đấu trong tháng 11, 11 tháng 11 gặp Nhật Bản, 16 tháng 11 gặp Saudi Arabia. Từ Việt Nam chơi trận đấu tiếp theo gặp Australia ngày 27 tháng 1 năm 2022. Như vậy, toàn bộ tháng 12, các cầu thủ trên sẽ rảnh rỗi. Trong bối cảnh các giải bóng đá quốc nội bị hủy, việc tham dự sân chơi khu vực giúp các cầu thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng khi lên tập trung cho vòng loại World Cup. Vì vậy, chúng ta không những coi trọng AF Cup và thậm chí còn phải tham dự giải đấu này với quyết tâm cao nhất bảo vệ ngôi vương vừa giành được năm 2018. Có chăng một số cầu thủ trẻ nên được tạo điều kiện thi đấu nhiều ở những trận gặp Lào và Campuchia. Việc này không chỉ giúp những trọng hoàng, Ngọc Hải, Tuấn Anh, Quang Hải được dưỡng sức cho đường dài mà còn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ trưởng thành. Về điều này, huấn luyện viên Pa từ lâu đã có tính toán. Thời gian qua, ông thường xuyên cấy cầu thủ U22 lên tham gia tập cùng tuyển quốc gia. Những Văn Toản, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Công, Thanh Bình đã không còn xa lạ với cách triển khai chiến thuật của thầy Park. Trung vệ Thanh Bình có may mắn được vào sân ở trận gặp Australia tại Mỹ Đình. Chính việc liên tục được thử lửa ở tuyển quốc gia khiến các cầu thủ trẻ trưởng thành rất nhanh. Họ là bộ khung của U22 Việt Nam tại SEA Games 2022, nơi chúng ta cũng đang là đương kim vô địch. Nói vậy để thấy tầm quan trọng của sân chơi AF Cup, đây luôn là bàn đạp cho những mục tiêu lớn hơn của tuyển Việt Nam ở mọi cấp độ từ vòng loại World Cup cho tới Sea Games thành công tại giải đấu này tạo ra niềm cảm hứng lớn cho tuyển Việt Nam khi tiếp tục vươn tầm ở các giải đấu cấp châu lục còn cầu thủ U22 cũng có sân chơi để trưởng thành bài học nhãn tiền của người Thái trước khi rơi vào tình cảnh loay hoay như hiện tại bóng đá Thái Lan đã có mạch thăng hoa dài dưới thời huấn luyện viên Kiatisak họ dễ dàng vô địch Sea Games 2013 2015 AFF Cup 2014 2016 và đến bán kết ASEAN 2014. Đề cao của triều đại Di Cô Thái chính là việc lọt vào đến vòng loại 3 World Cup 2018. Tuy nhiên, đây cũng là bước ngoặt khiến bóng đá Thái Lan tụt dốc. Lứa cầu thủ tài năng Bumatan, Thitipan, Chanathip, Kawin, Narubadin làm mưa làm gió ở các giải đấu khu vực với lối chơi TikTok, nhưng thua liền xiển khi dự vòng loại cuối World Cup. Năm cùng bảng Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, UAE và Iraq Thái Lan thua tới 8 trận, hòa 2, xe bét bảng, ghi được 6 bàn nhưng thủng lưới tới 24 lần. Khoảng cách nhóm đầu châu Lục khá xa nhưng người Thái lại không chấp nhận điều đó. Huấn luyện viên Kiatisak phải cay đắng ra đi. Người lên thay là huấn luyện viên danh tiếng Rajevac. Ông muốn vực dậy bóng đá Thái Lan tại AF Cup 2018 nhưng sự không toàn tâm với sân chơi khu vực khiến Thái Lan ngã đau đớn tại bán kết và huấn luyện viên này tiếp tục bị chảm. Thất bại nối tiếp thất bại đội tuyển Thái Lan của huấn luyện viên Sirisak thảm bại ở Kings Cup 2019, khi huấn luyện viên này bay ghế. Dưới thời Akira Nishino, họ tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 2019 và thảm bại ở vòng loại 2 World Cup. Huấn luyện viên người Nhật Bản lại ra đi, không kèn không trống, bóng đá Thái Lan cũng không rõ là mình đang ở đâu. Mặc dù đối thủ khủng hoảng nhưng nên nhớ rằng từ Việt Nam suốt thời gian vừa qua cũng không giành được chiến thắng. Tại AF Cup 2018, chúng ta đang quang mà không phải đụng độ đối thủ này. Trong hai lượt đối đầu tại vòng loại 2 World Cup, chúng ta cũng chỉ kiếm được hai trận hòa. Nói vậy để thấy, Thái Lan tuy không còn là con ngáo ộp nhưng cũng không phải đối thủ cứ muốn là thắng được. Những kết quả tích cực gần đây không đồng nghĩa bóng đá Việt Nam đã trên tầm đối thủ. Có chăng ta đang có sự ổn định hơn, có lứa cầu thủ trẻ trung, gắn kết hơn, có huấn luyện viên hiểu nền bóng đá hơn Thái Lan mà thôi. Bài học Thái Lan mơ hồ khi ra sân chơi lớn để rồi bối rối đánh mất vị thế độc tôn tại Đông Nam Á vẫn còn nóng hổi. Thế nên, câu trả lời hợp lý nhất có lẽ là tuyển Việt Nam trước tiên phải giữ vững vị thế tại sân chơi châu lục, đặt nền móng vững chắc trước khi nghĩ tới chuyện tiệm cận trình độ chơi bóng của châu lục. Còn hiện tại không nên đặt quá nhiều kỳ vọng ở sân chơi vượt tầm như vòng loại thứ ba World Cup. Hiểu rõ sức mạnh nội tại mới có thể tiếp cận đúng và tạo nên sức bật để tiến bộ. Tiếng tiếp theo, Hoàng Anh Gia Lai vướng quy định của AFC dẫn đầu V-League 2021 vẫn không được dự cúp châu Á mùa sau. Thưa quý vị, không một câu lạc bộ nào của Việt Nam đáp ứng được quy định mới do AFC đặt ra. VFF có thể đề nghị AFC linh động xem xét, nhưng Hoàng Anh Gia Lai cũng chưa chắc chắn giành được vé đá cúp châu lục. Theo phân bổ, Việt Nam có một suất giữa AFC Champions League, hai suất giữa AFC Cup ở mùa giải 2022. Tuy nhiên, do mùa giải 2021 bị hủy, cả V-League và cúp quốc gia đều không có đội vô địch nên việc lựa chọn đại diện Việt Nam dự cúp châu lục hiện đang bỏ ngỏ. Hôm qua 23 tháng 9, VFF có nghị quyết quyết định số phận của mùa giải 2021. Ngoài việc các giải đấu không có đội vô địch lên xuống hạng, đơn vị này cũng cho biết căn cứ vào kết quả chuyên môn của 12 vòng đấu tại V-League 2021 để làm báo cáo gửi lên AFC việc lựa chọn các đội bóng nào của Việt Nam dự giải châu Á mùa sau do AFC quyết định. Quy định mới của AFC, nếu căn cứ bản xếp hạng V-League 2021 trước khi hủy giải, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn xứng đáng giành vé giữa AFC Champions League 2022. Tuy nhiên chưa chắc chắn, AFC đồng ý với phương án này bởi từ năm 2021, họ đưa ra quy định bổ sung về việc đăng ký các câu lạc bộ dự giải châu Á nếu mùa giải không thể hoàn thành vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Một trong số đó là việc các câu lạc bộ phải thi đấu ít nhất 27 trận trong một mùa giải, gồm cả giải vô địch quốc gia và các giải cúp mới đủ điều kiện tham gia cúp châu lục. Xét theo tiêu chí này, không một câu lạc bộ nào của Việt Nam năm vừa rồi có thể đáp ứng được. VFF có thể tính đến phương án xin được linh động đề xuất với AFC về các đội bóng có khả năng tham dự dựa trên các bộ tiêu chí cấp phép của AFC như điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, đào tạo trẻ và cùng với đó là thành tích đã thi đấu ở mùa giải trước đó. Nếu AFC đồng ý và căn cứ vào bản xếp bảng V-League 2020, Việt theo sẽ là đội dự AFC Champions League 2022, Hà Nội dự AFC Cup. Nhưng do đội bóng này vừa là Á quân V-League vừa vô địch Cúp Quốc gia nên suất còn lại dành cho Sài Gòn FC, đội xếp thứ ba ở V-League 2020. Trước đó AFC cũng từng áp dụng phương án này với một số quốc gia. Indonesia hủy giải vô địch quốc gia 2020 sau 3 vòng, nên hai đội giữa AFC Cup 2021 của nước này được lựa chọn dựa vào bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia 2019, AFC Cup 2021 sau đó bị hủy vì dịch bệnh. Iraq hủy giải vô địch quốc gia 2019-2020, nên hai đội giữa AFC Champions League 2021 được căn cứ vào kết quả giải vô địch quốc gia và cúp quốc, quốc gia mùa giải 2018-2019. Mùa giải 2020 tại Thái Lan vắt ngang từ tháng 2 năm 2020 sang tháng 3 năm 2021. Giải hoãn 6 tháng từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020. Kết quả, AFC đồng ý dựa vào bảng xếp hạng lượt đi kết thúc vào cuối năm 2020 để chọn đội đá cúp châu lục mùa giải 2021. Có bảng xếp hạng cả mùa dùng để chọn các đội đá cúp châu lục mùa giải 2022. Tuy nhiên, nếu AFC không đồng ý với đề xuất nói trên, Việt Nam hoàn toàn có nguy cơ không có đại diện nào được tham dự cúp châu lục mùa sau. Cảnh trời treo nếu dựa vào bảng xếp hạng V-League 2021 Nếu dựa vào bảng xếp hạng 12 vòng đấu V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai là đội dự AFC Champions League. Viettel xếp thứ 2, Than Quảng Ninh xếp thứ 3, đã AFC Cup. Tuy nhiên, với việc công ty quản lý đội bóng tuyên bố ngừng hoạt động một năm, trả câu lạc bộ lại cho tỉnh, số phận than Quảng Ninh hiện khó có thể nói trước. Trong trường hợp xấu nhất, đội bóng này hoàn toàn có thể bị giải thể. Khi đó, theo thứ tự luân phiên, Nam Định xếp thứ tư được lựa chọn. Dù vậy, đội bóng này gặp khó khăn khi không đáp ứng được tiêu chuẩn cấp phép chuyên nghiệp nợ thuế, nên cũng chưa chắc chắn có thể tham dự cúp châu lục. Tới lúc ấy, các câu lạc bộ Thanh Hóa xếp thứ 5, Bình Dương xếp thứ 6, Hà Nội xếp thứ 7 trở thành những đội bóng tiếp theo trong danh sách xem xét. Nhìn chung mọi việc đang bỏ ngỏ, VFF và các câu lạc bộ V-League phải chờ phán quyết cuối cùng của AFC để biết được ba đội bóng nào của Việt Nam sẽ được lựa chọn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé xin chào và hẹn gặp lại